Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, lời nói đầu tiên cho em Toàn xin gửi lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhá. Em Toàn hôm nay có một sản phẩm trẻ, hàng cao to đẹp trai đây mọi người ơi. Nhưng mà nó không đen không hôi, mà là quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy, đây là một chiếc trẻ của Alita nhá mọi người nhá. Chiều cao của nó là 1m2. Họa tiết là vẽ kín bình luôn. Đây, em đo kích thước cho các bác xem nhé mọi người nhá. Đây, chiều cao của nó là 1m2 mọi người nhá. Đấy, đây các bác ạ. Chiều cao đây mọi người. Chiều cao 1m2 nhé mọi người nhá. Chiều cao 1m2. Em xin phép em đo vòng bụng. Em cầm nhầm đầu thước các bác ạ. Bụng của nó là 144 nhé mọi người nhé. Bụng 144. Rất là đẹp luôn. Chiều cao 1m2, bụng 144. Đây, em xin phép em quay lại cho các bác xem. Đây này. Ở bức tranh này là nó vẽ một con chim này. Rất là đẹp luôn. Và cây tùng. Đấy, trường sinh bất lão rất là đẹp luôn. Em quay bức tranh nhỏ. Bức tranh nhỏ này thì là vẽ đôi chim uyên ương nhé mọi người nhé. Đây là bức tranh nhỏ vẽ đôi chim uyên ương. Có hoa. Hoa này là hoa mẫu đơn à mọi người. Hoa này là hoa mẫu đơn. Đấy, có vẽ một đôi chim uyên ương này mọi người này. Bức tranh chính của nó nữa là vẽ một chú công rất là đẹp luôn. Một chú công các bác xem này. Một chú công đuôi nữa thì rất là đẹp luôn. Rất là ok. Hàng rất là đẹp. Phía bên này là đối diện là cũng vẽ một đôi chim giống như thế kia nhé mọi người nhé. Đây mọi người. Đấy, vẽ đôi chim dưới kia. Chiều cao đây, rất là ok. Hàng rất là đẹp. Nếu mà các bác nào ưng ý sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Đây các bác, cái em này thì là nó sử dụng nó lâu rồi mọi người. Đây là nó có một chút bạc ở chỗ này đi nhé mọi người nhé. Đấy, rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cái này em nghĩ là không ảnh hưởng lắm vì là nó chỉ theo thời gian thôi. Đây nữa. Nó theo thời gian khi người ta lau chùi bê đi bê lại chuyển chỗ nọ chỗ kia ấy. Thì nên là nó ấy, vì là nó lâu đời rồi, nó sâu tuổi rồi, thì có khi là nó qua một hai người sử dụng rồi, nên là nó sẽ có người sử dụng kỹ thì không sao, người không sử dụng kỹ thì là nó sẽ bị va quẹt hay là như nào. Đấy, đây mọi người, bên trong này rất là đẹp luôn. Đây là cái nắp nó nhé mọi người nhé. Trên này là cũng vẽ vàng này, trên này có một đôi chút chày xước này, cũng không đáng kể gì. Đấy, đây em cho các bác xem cái chuyện của nó nhé. Nặng lắm các bác. Đây này, mời các bác xem này. Đấy, các bác thấy chuyện của nó chưa? Rất là đẹp luôn, cả chuyện đỏ, cả chữ ký nghệ nhân nữa nhé. Chiếc này là chiếc của Alita nhé mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, đây các bác xem này, họa tiết của nó này. Để lát nữa em sẽ quay sát lại cho các bác xem họa tiết nó. Đấy, đây các bác xem bên trong này. Tình trạng vẫn lành tít nhá. Không có bị nứt răm hay là tăm nước gì cả. Không có tóc nước gì, rất là ok luôn. Đấy, đây các bác, đây là cái chân đế của nó đây. Chân đế đây là vẽ hoa này mọi người này. Đấy, đây cũng vẽ hoa này. Chân này cũng vẽ hoa này mọi người này. Đấy, rất là ok luôn. Ở viền này là vẽ vàng nhá mọi người nhá. Đấy, viền này vẽ vàng này. Cái đệm này là người ta dán vào để còn đặt nó lên để cho nó đỡ vỡ đấy mọi người ạ. Đây, để em xin phép là em sẽ đặt nó lên nhé, ghép nó lên nhé để cho các bác xem một lần nữa. Nhưng mà các bác ưng ý thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo 0962
949668 mọi người nhá. Đây, để em quay lên này. À, các bác thấy chưa? Để em hạ bớt cái máy ảnh nó xuống một chút để cho các bác xem cái những cái họa tiết chính của nó. Đây, họa tiết của nó đây mọi người. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Con chim này vẽ rất là thần thái luôn. Đây, một cặp yên ương đây mọi người. À, những chỗ này là vẽ vàng nhé mọi người nhé. Những cái kẻ này là vẽ vàng này. Đấy, chỗ này là vẽ nổi khối đây. Sờ là nó gọn hết lên nhé mọi người nhé. Đây, chim này đẹp chưa mọi người? Rất là đẹp luôn. Đây, vẽ quá là tuyệt vời luôn. Đấy, các bác thấy ưng chưa? Em quay video mà em đã thấy ưng rồi thì các bác xem, khi các bác sở hữu về nhà thì em đảm bảo với các bác là các bác sẽ ưng ý thôi. Vì em thấy chiếc này là khá là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, thôi em toàn xin phép là em toàn kết thúc video đây đây mọi người ơi. Nếu mà mọi người mà ưng ý chiếc chén này thì mọi người cứ liên hệ với em toàn nhé. Thông tin liên hệ với em toàn là qua Zalo, số điện thoại là 0962 949668 mọi người nhé. Thôi em toàn xin chào tất cả mọi người. Và em toàn cảm ơn tất cả mọi người đã và đang xem video của em. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Em chào mọi người.